Chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể chọn bảng vẽ sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái dạng bảng vẽ mà không có màn hình và các bạn phải cắm nó vào máy tính. Dạng này thì cũng có khá là nhiều loại, nhưng mà thông thường ý thì nó đều có một cái cấu trúc chung như sau. Có một cái dạng bảng một hình chữ nhật như thế này, cái phần dây nối vào máy tính, có một vài nút phím tắt ở trên, với phần dưới chính là chỗ các bạn thể vẽ lên. Bút gì đâu thì con chó chuột sẽ hiện trên màn hình đến đó. Dạng bảng vẽ này thông thường chính là dạng mà được nhiều người yêu thích nhất và phổ biến nhất, tại vì giá nó không quá cao, khoảng từ 3 triệu đến 5 triệu. Nếu mua cũ thì chỉ khoảng 1 triệu rưỡi là ok rồi. Đồng thời lại nếu như mà có sẵn máy tính thì không phải đầu tư quá nhiều. Thông thường thì mọi người rất là băn khoăn đối với loại này, tại vì kiểu bảng vẽ mà lại không có màn hình thì chả nhẽ lại cứ vẽ đến đâu lại cứ nhìn xuống tay à. Nhưng mà các bạn yên tâm, thì các bạn thể nghĩ về nó giống như là chuột vậy. Khi mà sử dụng chuột thì các bạn không bao giờ nhìn xuống tay di chuột đúng không? Các bạn cứ nhìn lên màn hình thôi, và tay di đến đâu thì chuột hiện đến đó. Thì bảng vẽ này cũng y xì như vậy. Trên thực tế thì cái tư thế như thế, đó là một trong những cái lợi ích lớn nhất của cái dạng bảng vẽ này. Các bạn tưởng tượng khi mà vẽ truyền thống hoặc là vẽ dạng bảng vẽ mà có màn hình thì chỉ có hai tư thế cơ bản như sau. Và cả hai tư thế đó thì đều có hại cho phần tay hoặc phần cổ các bạn. Giả sử trong trường hợp 1 thì mắt các bạn được nhìn thẳng, ok, nhưng mà phần tay thì lại phải giơ lên cao trong không trung, và như thế một thời gian rất là mỏi. Trường thứ hai thì tay các bạn sẽ được đặt ở dưới mặt bàn, nhưng mà mắt lại phải cúi xuống, và vì thế thì cổ sẽ bị đau. Nếu như cúi nhiều quá thì còn thể bị đau lưng và mắc các bệnh về tư thế như kiểu gù sau này. Trong khi đó, cái tư thế ngồi của vẽ bảng vẽ không màn hình nó rất là tối ưu, tay được đặt dưới bàn và mắt được nhìn thẳng, rất là có lợi cho cái tư thế của bạn sau này. Thông thường khi mới bắt đầu thì các bạn sẽ rất là khó chịu, tại vì kiểu không quen ý. Một cái sự kỳ lạ khi mà nhìn màn hình xong lại tay ấy vẽ ở dưới. Nét sẽ bị kiểu không đúng ý, bị rích rác này, bị trôi ra xa này. Có thể sẽ cảm thấy kiểu vẽ giấy kiểm soát tốt hơn nhiều. Nhưng bạn yên tâm là một thời gian sau khi sử dụng khoảng 1 đến 2 tuần thì thông thường mọi người đều sẽ quen và khá là thích cái dạng bảng vẽ này. Tại vì tư thế tốt này, xong lại có thể tận dụng những cái chức năng của vẽ máy, kiểu Ctrl Z, các loại cọ, khả năng zoom thoải mái tùy thích. Mình đã sử dụng nó được khoảng 1 năm rồi và thực sự rất là ưng ý, và cảm thấy vẽ không khác gì vẽ giấy nữa cả. Đây là bức tranh mà mình vẽ sử dụng cái bảng vẽ không màn hình này. Nếu các bạn muốn xem thêm một vài bức tranh tương tự như thế này thì có thể lên trên đường link Facebook mà mình để ở dưới phần mô tả nhé. Ok, nhưng mặc dù vậy thì cũng không thể phủ nhận một điều đó, cái sự không tương đối giữa mắt với cả tay. Tức là mắt nhìn một kiểu thì tay lại phải ở dưới. Thì nhiều khi mọi người vẫn muốn có loại thứ hai, đó là có màn hình mà phải cắm vào máy tính. Tức là bạn có thể nhìn thấy mình đang vẽ cái gì. Như bức ảnh đang ở đây, nó rất là gần với vẽ máy thông, với vẽ giấy thông thường. Các bạn có thể nhìn thấy mình đang vẽ gì. Bạn giả sử như là vẽ manga, vẽ những cái cần chi tiết tỉ mỉ rất là cao thì người ta thường ưng ý cái loại này hơn. Loại này thì vẫn phải cắm vào máy tính và sẽ cần một cái máy tính khỏe một chút để có thể cân được một cái màn hình to như vậy. Và thông thường thì cái nhược điểm lớn nhất của nó chính là cái giá cả. Bản thân nó thì thực chất chỉ là một cái màn hình, tức là nếu các bạn cắm vào máy tính thì nó sẽ hoạt động được, và nếu các bạn bỏ ra nó không làm được gì cả. Thế cho nên là có một cái màn hình mà có giá đấy khoảng từ 20 đến 80 triệu. Một cái giá khá là chát. Thường chỉ những người mà kiểu dân chuyên nghiệp, cực kỳ nghiêm túc, hoặc là
rất cần cái sự tỉ mỉ thì mới dùng nó. Còn loại thứ ba là loại có màn hình và không phải mang cắm máy tính. Thường phổ biến nhất chính là iPad. Khi mà vẽ bằng iPad thì nó khá tương tự với dạng thứ hai, nhưng mà nó tiện lợi hơn rất nhiều bởi vì cái iPad thì bản thân nó là một thiết bị riêng và nó rất nhỏ gọn, có thể cho vào túi đem đi, có thể cầm đem đi khắp nơi, có thể vẽ ở quán cà phê, vẽ ngoài trời, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Có một vài cái nhược điểm với nó đó là bản thân cái iPad thì nó là màn hình kính, nó rất là trơn. Thường những người sử dụng iPad vẽ thì rất hay phải mua thêm một cái miếng lót ở phía trên có nhám nhám một chút để tạo chất liệu giống giấy. Đồng thời cái kích cỡ màn hình của iPad thì nó vẫn nhỏ hơn so với hai loại trước, để đổi lấy cái sự tiện lợi nhỏ gọn của mình. Thế khi vẽ thường phải zoom khá là nhiều. Cả hai cái đó thì đều có thể khắc phục được sau một thời gian sử dụng. Nếu các bạn cần di chuyển nhiều hoặc là muốn có một cái phương tiện giải trí thì có thể cân nhắc cái đó. Một vài cái lưu ý khi mà mua bảng vẽ đó là có rất là nhiều hãng khác nhau như kiểu Wacom, Hoyon, XP Pen và một vài cái hãng nhỏ nhỏ khác nữa. Nhưng mà thông thường thì mình đều khuyên các bạn là không nên mua cái dạng bảng vẽ mà nó quá là rẻ, khoảng tầm từ 400.000 gì đó. Thì thông thường cái loại bảng vẽ này thì nó là thường là hàng fake hoặc là hàng cũ gì đó thì nó mới còn giá như vậy, và nó sẽ hỏng sau một thời gian sử dụng. Có rất nhiều trường hợp bị hỏng như vậy. Mình nghĩ là các bạn nên mua một loại khoảng từ 1,5 triệu trở lên, tại vì cái dạng này thì nó sử dụng một thời gian rất là dài. Có những người sử dụng cái bảng vẽ đến tận 10 năm cơ. Nó là một cái rất là bền, cho nên mình nghĩ nó là một cái đầu tư xứng đáng hơn. Các bạn không nên sử dụng cái loại mà quá rẻ để mà tiền mất tật mang. Điều thứ hai mình muốn nói đó là khi mà vẽ thì các bạn nên chọn cái loại bảng vẽ mà nó to một chút, thì chọn loại khoảng vừa, cỡ vừa hoặc là cỡ lớn, để tránh cái tình trạng bị đau phần cổ tay. Tưởng tượng khi mà vẽ một không gian quá nhỏ sẽ phải di chuyển cổ tay, ngón tay liên tục đúng không? Khi mà to một chút thì mình sẽ có thể thoải mái hơn một chút về tay của mình. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn nói về cách để chọn bảng vẽ. Hy vọng sau video ngày hôm nay thì các bạn có thể tìm được cái dạng bảng vẽ phù hợp với các bạn. Nếu các bạn muốn xem thêm những video tương tự thì hãy nhấn thêm ở đây nhé. Đồng thời đừng quên nhấn subscribe, tại vì mình sẽ ra video mới vào chủ nhật hàng tuần. Chào các bạn!